cây cầu Rạch Miễu quá đẹp các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Buổi sáng chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi khám phá chợ Dòng Nhỏ. Chợ Dòng Nhỏ được nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho nha cả nhà. Ở đây là đường Lê Thị Hồng Gấm. Đây là chợ Vòng Nhỏ, phường 6, thành phố Mỹ Tho. Rồi trước đầu chợ có cái bãi gửi xe. Và bây giờ chúng ta cùng đi tham quan chợ nha. Ở đầu chợ có chị bán bắp. Bắp nấu, bắp sống. Có chị bán mấy cái loại trái cây. Có chị bán bánh tét. Cái bánh này là bánh gì chị? Bánh cúng. Còn cái bánh đó? Bánh lá à? Cái đó ăn với nước sốt à? Cái bánh này là bao nhiêu cái? 5 ngàn. Còn 3 cái đó hả? Rồi con mua cho dùm cho 3 cái đó luôn. Để lát này ra lấy. Còn cái bánh này à, bánh ếch nhân đậu ha. Này là nhà cô tự gói ha. Dạ. Cô bán bánh ếch, bánh lá, gói bánh tét rồi. Còn bánh tét này là cái gì? Chuối với đậu xanh. Chuối đậu xanh. Bánh tét là nhiêu đòn? 12 chuối. Dạ. Bánh tét là 12 ha. Rồi. Có cô bán cái mầm bánh bún, bánh
những lá để vượt thế gian những con rắn độc chỉ trời chịu và chúng ta đang bị tập kiệt đang tiếp chết chết mình đây có chị em quay chè chút nha chị. Các chị bán bánh chè bánh lọt có buồn thay cái khói ở đời nước đời họ nhưng mà họ đủ thứ loại bánh bánh lăng đốt rượu và đậu xanh đủ thứ loại bánh. Cô bán cho con 10.000 khoai mì này nha. À, lựa dẻo dẻo để lát con lan lấy. Rồi. Cô bán khoai lang khoai mì rất là ngon. Đây chuối sáp nấu. Đây có chị chiên chuối chiên. À, nhìn thấy rất là ngon. Chảo chuối chiên. Đây có mắm cầu xiêm bảo các chị bán vừa gọt sẵn rất là đẹp luôn. Đây trái cây rồi chuối cam gà chanh, xoài, cóc, thanh long, đủ thứ các loại. Cô bán chuối, bưởi, lá dứa quá trời luôn, lá dứa. Lá dứa này nhà trồng hả cô? Bán sập trái cây, em quay trái cây chút nha chị. Những cái mận Hà Nội rất là ngon luôn, nó đỏ ao luôn chín. Đây là bòn bon, dưa gan, táo, tàu, xoài múc, đủ thứ các loại. Đây mảng cầu này của anh Nam. Nho quýt dạ rồi cảm ơn chị nha. Mì cam dưa hấu nè chanh đủ loại ăn chơi. Mấy bên đây là cái những cái sạp thịt heo, nó hơi ngược nắng một chút. Dạ. Những cái sạp thịt heo. Chào chị, bán đắt không chị? Đây có chị bán thịt heo quay, như cái đầu heo quay. Rồi cảm ơn chị nha. Đây là những cái hàng thịt heo. Dạ. Đây cá biển nè. Rất là nhiều cá biển luôn. Rồi đợi chút. Dạ. Cá biển. Hải sản mực.
này những con cá đồng á chị. Này cá đồng. Cái này làm gì được chị? À kho khô, kho tiêu. Không phải ý mình này mình đặt lợp hay là đặt vớn rồi. À đóng đáy. Đóng đáy mới có ha. Ờ. Đây cá lồng tông các bạn ngon. Cá khô. Đây cá bóng trứng à. Mùa này có cá bóng trứng không? Ờ bóng trứng ha. Mùa này mùa nó hả? Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Mua hết đi. Dạ. Đi sò. À, bạn đó thấy không? Thấy đàn ông giỏi không? Vợ con đâu thấy cảnh này. Đâu thấy đâu. Bởi vậy sáng ngày lặt một bịch rau rồi nè. Đi ăn nhậu có chút xíu rồi nói này nói kia. Chào cái đi. Ờ hello đó. Đẹp không? Cá biển cô này là cô cá cháo hả anh? Cam. Cá cam hả? Cháo. Dạ. Rất là nhiều này bạc má phải không? Cái này bạc má. Này, cái này cá ngừ. Cá ngừ. Đủ loại cá. Đủ loại. Cá ngừ nè rồi cá nhồng. Cá nhồng. Này bạc má. Một cái này là cá. Dạ cá chích, đúng rồi cá chích. Rất là nhiều cá biển, chợ này bán cá biển rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh nha. Đây hải sản rồi. Mực. Tôm. Đây bạch tuộc. Tôm, rất là nhiều đồ biển. Đây có một cô bán cá chả cá thắt lát hả cô, cá này hai nhiều ha. Đây cá tra nữa. Rất là nhiều cá biển các bạn. Chợ này. Dạ. Bán cá biển rất nhiều. Đẹp cô à. Chào chị, người đẹp đi chợ. Mực. Rất là nhiều đồ biển các bạn. Đây là chợ cá, chợ Vòng Nhỏ. Cái này là chợ Vòng Nhỏ chị, có nhiều người kêu là Vòng Nhỏ là sao? Vòng Nhỏ đi vòng vòng hồi nó nhỏ con rồi thành Vòng Nhỏ. Rồi cái ba cua. Đây có bà cô bán mấy con nghêu hả cô? Dạ nó vàng đó. Vậy. Đây là nghêu lộc. Vậy bà đưa ký mà nhìn lên qua dạ. Anh mày. Đó dạ. Bà cô bán nghêu ở chợ Vòng Nhỏ. Ở đây là nếu mà đúng là kêu là Vòng Nhỏ hay là Vòng Nhỏ cô? Vòng Nhỏ. Vòng phải không? Vòng. Vòng phải không? Vòng. Sao ở trên đầu chợ nó ghi là chữ Vòng Nhỏ? Đúng rồi. Vòng Nhỏ chứ không phải Vòng. Ờ sao cô nghe ta kêu là Vòng Nhỏ không? Dạ ta quen rồi, thì nó quen cái vậy. Dạ. Vậy là theo kêu theo tiếng miền Tây mình đó ha. Rồi cảm ơn hai cô. Em quay mấy con cá cho mấy cá lóc. Đây cá điều hồng. Cá biển. Cá biển rất là nhiều cá biển. Con cá bóng. Ở rất là nhiều cá bóng. Ở đây cá sông, cá lóc. Con cá này là con cá cơm hay gì? Để quay hải sản chút nha chị.
đây có chị bán hải sản là một mình cá biển mấy con ếch làm rồi tép cá lóc cá rô. Các bạn hoạt động mua bán của bà con chợ Vòng Nhỏ ở đây dưới này là chợ cá. Có chị bán túm túm này, cá bóng với cá lòng tông, cá lòng tông tép, tép cá phèn tép. Bán đắt không chị? Chợ bán chậm ha, sáng ngày mưa gió nữa. Chợ này bán rất là nhiều đồ biển luôn các bạn, toàn là đồ biển nhiều. Mực, tôm thì cá biển, nhất là cá biển, rất là nhiều cá biển. Đây có bà chúa nè, đó, bà con đi chợ đang lựa bà chúa, rất là vui luôn. Rất là nhiều đồ biển, cá biển, rất là nhiều cá biển luôn. Bên đây có tôm càng xanh, những tôm càng xanh còn sống. Đây là đầu sông này đó, cá lòng tông, cá cơm, những con cá. Chợ này bán rất là nhiều cá biển luôn rồi. Này cá sông á chị. Cái này là cái gì chị? Cá mì gà. Cá mì gà. Cá này đẹp chứ hả? Là cá sông không ha? Đúng rồi. Cá cào. Cá này cá cào được ha, ghe cào. Này cá phèn là phải không? Đúng rồi rồi. Quay đưa cô lên YouTube. Mực, tép, mực cá biển rất là nhiều luôn. Bán rất là nhiều cá biển, đồ hải sản. Mấy sau này có cô bán bún riêu rất là ngon luôn rồi. Thịt nè, da heo nè, xương nè. Đây cái nồi bún riêu bốc khói luôn. Ở đây là cô đang xắt những cái miếng thịt cho vào cái tủ riêu. Tủ riêu của mình là đầy đủ là bao nhiêu tiền cô? 30. 30.000. 30.000 là đầy đủ luôn rồi. Cảm ơn. Nên đây là rau xanh, củ quả, bắp chuối, thì đậu nành rất là ngon, đậu
đồng đồng tháng này là mắc lắm nha các bạn. Đây là bán rau củ quả. Đó, những cái sọc rau xanh. Những cái củ quả cũng rất là tươi ngon. Ở đây có cái chị bán thơm. Nó những cái thơm gọt sẵn. Thơm này là thơm ở đâu cô Bến Lức ha? Dạ, Tân Phước ha? Dạ Tân Phước. Thơm Tân Phước là thơm ngọt ha? Dạ thơm ngọt. Đây chị bán khóm. Chị bán khóm ở chợ Vòng Nhỏ. Ở đây có cô bán mắm rất là ngon. Rất là nhiều loại mắm, mắm lóc, mắm chốt, mắm linh, đủ thứ loại mắm. Mắm này nhà làm luôn á cô ha, mắm Châu Đốc cô. Mắm Châu Đốc ha. Rất là nhiều những cái loại mắm. Rau đai, rau muống, thơm, thơm, rau mùng tơi, chợ không có lớn nhưng mà hoạt động mua bán của bà con cũng lai rai, gọi là đông mà cũng lai rai. Đó là loại củ quả là khoai lang, khoai mỡ, đủ thứ cũng đầy đủ. Những cái bắp chuối rất là nhiều, rất là nhiều những cái bắp chuối. Rau xanh, các loại củ quả, khoai mỡ, khoai lang, rất là nhiều loại củ quả luôn. Này có những quả ớt chuông của Đà Lạt. Đây trong nhà lồng sáng những cái quán cà phê rồi các cô chú anh chị rồi uống cà phê. Ở trong kia là sáng trong nhà lồng đó là bán cái đồ, có mấy cái sạp đóng cửa nhiều. Ở đây là bán trái cây, chợ quá lớn các bạn, chợ nhỏ, đúng với cái tên của nó là chợ Vòng Nhỏ. Nó nằm nhỏ nên nó không có được to, nhưng mà bà con mua bán cũng rất là tương đối đầy đủ rồi. Dạ dạ 35.000 là em bán cho chị có bằng một có 15.000 ký á. Bên kia là những cái sạp chính ngon lắm, là hai cái sao nó bán chị là vốn 15.000. Bên đây có chị bán cam sổ luôn 12.000 ký. Bên đây có chị bán dừa này, rất là nhiều nấm rơm. Rơm rất là nhiều nấm rơm. Những trái ớt thì rất là ngon luôn. Đây có chị bán bưởi da xanh, rất là nhiều bưởi luôn. Bên đây có một cô bán đủ thứ loại bánh, bánh trần, xôi, chè, đủ thứ các cái. Rất là nhiều những cái dừa
chim để được gọt sẵn. Trên này là bán trái cây, nó hoạt động mua bán cũng em bán rồi lai rai chứ nó cũng không có đông nữa. Nó cũng đúng với cái tên của nó, chợ còn tính đi kiếm những trái mận Hà Nội, cũng có cả những trái cherry, trái sabo tương đối đầy đủ. Ở đây có cô bán đủ thứ, chanh, ớt, tỏi, hành, dưa, giá, xả, bào, xả xoài, dừa, đồ các kiểu. À, chợ Dòng Nhỏ cũng nằm sát mé sông các bạn. Mé sau là sông. Đó, tới đây là hết chợ các bạn. Đó, tới đây là cuối chợ, sát mé sông các bạn. Bờ kè. Bờ kè rất là đẹp luôn. Ở đây chúng ta có thể thấy được cây cầu Rạch Miễu các bạn. Đây là sông Tiền, sát vào sông Tiền luôn nha. Đây cũng có anh bán cá đồng lương, cá sông rất tươi. Ở đây các bạn, đây là cái dòng sông Tiền, rất là nhiều tàu cũng như xà lan lưu thông. Mấy sau chợ Vòng Nhỏ là cặp bờ sông Tiền. Ở đây chúng ta có thể thấy được cây cầu Rạch Miễu các bạn. Đó, sát cầu Rạch Miễu. Đó là cây cầu Rạch Miễu các bạn. Xe cộ đang lưu thông qua lại rất là nhiều trên cầu Rạch Miễu. Đó, cũng như ở dưới dòng sông Tiền. Rất là nhiều tàu bè cũng như xà lan neo đậu cũng như lưu thông. Rồi đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cô chú anh chị và các bạn cho mình xin một đăng ký, một like và một chia sẻ nha, để mình có thêm nhiều động lực để đi ghi hình lại tất cả những cái hoạt động mua bán của bà con chợ miền Tây sông nước, cũng như những cảnh đẹp thiên nhiên, những cảnh chùa đẹp gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem giải trí. Rồi còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị có một ngày an lành.